Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Lý Quý Tuấn, năm nay em 31 tuổi, em đến từ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Em là người ở đâu? Dạ em là người Hàn Quốc. Nói tiếng Việt hay quá vậy trời. Qua Việt Nam lâu chưa? Dạ em qua Việt Nam 4 năm rưỡi rồi. Tên Hàn Quốc em là gì? Dạ Lee Kyung Chun. Y Chon Chun. Dạ Y Kyung Chun. Anh Linh nói không được đâu anh em. Anh Sayo. Dạ chào anh. Kasabida. Rồi, vỗ tay cho anh chàng Hàn Quốc các quý vị. Tuấn đang làm công việc gì? Dạ em làm thu nhập viên tiếng Việt. Qua bên đây em ở với ai? Tại em ở với bạn đồng nghiệp của em. Bạn trai hay bạn gái? Bạn trai. À. Bây giờ là giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của hai bạn nha. Rồi bạn nữ. Em sống rất là đơn giản, chưa bao giờ make up rồi phấn son trang sức, và em mặc đồ cũng kính cẩn cao tường không ạ. Em biết nấu ăn, biết may vá, biết vẽ, biết viết thư pháp và biết chụp hình. Em biết nói tiếng Hàn. Em biết nói tiếng Hàn. Tiếng Hàn nữa hả? Để cho hai bạn nói chuyện với nhau vài câu đi. Nói chuyện tiếng Hàn đi. 안녕하세요. 한국말 할 줄 아세요? 저는 푸입니다. 네, 저는 뚜언입니다. 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 네, 감사합니다. 어? 우바, 우바, 우바. 우바, 바바. 우바, 사랑해, 사랑해. 이제 hát miếng tiếng Việt đi. Từng để yêu thương khi trở lại nỗi đau, có đông bè nơi cảm phong hơi. Chẳng tốt cả thanh xuân để thương một người, cho chỉ còn là giấc mơ. Rồi, được rồi. Dạ, cảm ơn. Chị hỏi bạn gái nè, em có đồng ý lấy người nước ngoài không? Miễn anh ấy sống ở Việt Nam là được rồi chị. Ủa, giả tỷ anh ấy sống bên Hàn Quốc không được hả? Dạ, em thích ở Việt Nam. Tuấn đã quyết định ở Việt Nam luôn đúng không Tuấn? Dạ, em chết ở đây luôn nha. Đó, chết ở đây luôn nói rồi. Vậy thôi, ta ở vài chục năm nhưng mà già người ta về quê ta đó. Dạ, lúc đó chắc suy nghĩ em thay đổi. Thay đổi gì nữa? Ở với ta mấy chục năm còn thay đổi gì nữa? Rồi, tình trường thì sao? Dạ, em trải qua một mối tình à. Em quen được 3 năm và chia tay cũng hơn 2 năm rồi ạ. Lý do tại sao chia tay? Anh ấy không có công khai mối quan hệ, không giới thiệu bạn bè, gia đình. Vậy là không được, tình yêu là đẹp, phải công khai cho mọi người biết, có gì đâu mà giấu giếm, đúng không? Rồi, Tuấn ơi, mình có mấy mối tình rồi Tuấn hè? Dạ, em đã có vả mối tình rồi, ở Hàn Quốc 1, Việt Nam 2. Trời ơi, về Việt Nam cũng có 2 mối tình. Rồi, lý do tại sao chia tay? Em chưa bao giờ kéo dài đến 1 năm. Thì em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà cô ơi thấy em vô tâm quá nè, em bỏ em. Nên là bị đá rồi. Bị đá hả? Tức là em bị bỏ chứ không phải em bỏ người ta hả? Em bị bỏ rồi. Em nhưng bị bỏ là... tình nghiệp quá hả? Em có thấy chị Haru Won là lấy Trấn Thành chưa? Dạ, em thấy Haru Won rất là hạnh phúc. Hy vọng rằng em sẽ tìm được người vợ giống như cặp Haru Won Trấn Thành á. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi em mong muốn người con gái vợ của em phải cao, thấp mà như thế nào? Trở lên 1m5 là được ạ. Rồi. 1m5 được ạ. Rồi gì nữa? Da trắng, mắt đẹp. Mắt đẹp là mắt như thế nào? Mắt hai mi và mắt hơi to. Hai mi, hai mí. Hai mi nó khác nha. Hai mí và hai mí hơi to. Còn bạn gái, bây giờ em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao trên 1m67, dưới 1m75. Được không Tuấn? Em sau khi mang dây thì được. Rồi, gì nữa em ha? Tóc thì nhiều, thẳng. Mắt không đeo kính. Chà khó à. Rồi gì nữa? Nhiêu đó thôi ạ. Còn nhiêu đó là muốn chết người ta rồi. Cân nặng phải cân đối nữa. Là không mập không ốm. Dạ. Không, anh này em nhìn dễ thương lắm em. Cân đối lắm. Xin chào. Đẹp má. Đúng rồi, đứng lên cho chị coi cho coi. Đứng lên. Em hơi thấp. Đẹp, được rồi. Xoay một vòng. Rồi. Cái điều gì mà em không thích nhất ở người bạn gái? Bạn gái mất lịch sự hay là mất lịch sự? Chửi nhiều. Cái gì nhiều? Chửi thề. Chửi thề. Có đâu, trời ơi, gái Việt Nam đâu không ai chửi thề đâu. Mai mốt tìm cố gắng hết sức kiếm tiền để dành để mua chung cư ở Việt Nam. Được, tướng tá cũng là hợp với em đó. Sao nữa, hai chồng như lấy nhau về bán kim chi với sâm Hàn Quốc cũng được. Chào anh Quyền Linh. Chào em, dễ thương quá. Anh không thích chửi thề, em có chửi thề không? Dạ em
chưa bao giờ chữ thề à. Ủa em cũng biết chữ thề nữa hả? Em biết mà em không có sử dụng. Em có thấy gái Việt Nam chữ thề lần nào chưa? À, cũng nghe mà em thì... Gái chữ thề sao? À... Nên là... giọng nói thì dịu dàng. Thôi trời ơi, chữ thề mà dịu dàng nữa. Thường thường là kêu ba mẹ. Liên quan đến ba mẹ. Chữ thề liên quan đến ba mẹ hả? Dạ. Dễ thương quá. Anh này dễ thương lắm. Ủa quê em ở đâu vậy? Dạ em ở Củ Chi ạ. Em có đi Củ Chi lần nào chưa? Dạ có. Củ Chi đẹp không? Dạ đẹp. Anh này có vẻ rất là gọi là hiểu văn hóa Việt Nam luôn đó. Cô Chi hiền khô và hiền. Dạ cảm ơn anh. Ví dụ mà mình tiến tới hôn nhân được á em ở Tuấn, thì mình sẽ kết hôn theo phong tục của Việt Nam hay của Hàn Quốc? Việt Nam. Ba mẹ em có đồng ý bay qua Việt Nam cưới vợ cho em không? Hay quá. Dạ có, ba mẹ em thoải mái lắm. À, ba mẹ em là lúc trước là giáo viên công chức. À, giáo viên bên Hàn Quốc. Hôm nay Tuấn có đi với ai không? À, em có một bạn đồng nghiệp và một bạn thân Hàn Quốc của em. À, rồi chào hai bạn. Nguyễn Linh và chị Cát Tường, quý vị khán giả. À, em tên là Yun Song Yul, bạn thân của anh Tuấn. À. Em thấy hai người rất là xứng nhau. Anh Yun chắc là sẽ thích cô này. À, tại sao biết anh thích? Đẹp. À, đẹp. Anh Tuấn thì không thấy được nhưng mà em thấy là đẹp. À. Tuấn rất là hiền lành. Nếu mà hai người bấm nút thì em cũng hài lòng. Cảm ơn em rất tốt ha. Tặng em bó hoa và nước hoa. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có quà tặng lại anh ạ. Em hay đi du lịch á, em chụp lại những phong cảnh ở nơi đó. Hy vọng anh sẽ thích nó. À, cảm ơn em. Anh cũng thích đi du lịch. Anh yêu Việt Nam mà, anh rất là thích. Tuấn cảm nhận cái người đối diện của mình như thế nào Tuấn? Thế là xinh, dễ thương, nó là lễ phép, nó là hiền lành. Em thấy anh sao? Cô cười ấn tượng gì không ạ? Dạ, em thấy anh nói tiếng Việt hay, nhìn cũng dễ thương. Anh sẽ chỉ em tiếng Hàn Quốc, thì em nấu ăn cho anh được không ạ? Dạ, được ạ. À, cảm ơn em. Dễ lắm em. Em có thích nhậu không? Dạ, em không thích nhậu ạ. Anh uống bia thì em uống trà cũng được. Em khó không? Mẹ em dễ lắm, mẹ em nấu món hàng rất là ngon ạ. À, khi nào có cơ hội thì anh qua gặp mẹ em chào hỏi được không? Dạ được ạ. À, cảm ơn em. Hỏi cổ thích con trai hay con gái? Em tương lai em muốn sinh con thì muốn đẻ mấy con? Dạ em thích đẻ con trai trước con gái sau ạ. À, được không? Được. À, được. Mai mốt thì cưới nhau thì em quản lý kinh tế hết thì anh chỉ lấy một số chi phí cà phê là được. Dạ, anh tốt quá. Cũng học của Việt Nam nhanh quá ha. Em hỏi coi anh ở nhà em luôn được không? À, em có muốn anh ở rể gia đình em không? Dạ em thích ở riêng ạ. À, thích ở riêng ở à? Riêng. À, anh cũng thích ở riêng. Thì ráng để dành tiền mua chung cư lẹ lẹ nha, rồi để ở riêng nha. À, chung cư thì bình thường có hai phòng ngủ. À. Cho hai người ở thoải mái. Người ở phòng hả? Hai vợ chồng ở phòng thôi chứ. Hai phòng riêng. Thì hoạt động thì một phòng. Là sao? Hai chồng ngủ một phòng thôi chứ. À dạ, một phòng là nhà kho. À, một phòng là nhà kho. Dạ. Còn một phòng là hai người ngủ chung. Rồi cái mình mốt đẻ con thì là con ngủ phòng bên kia. Hai vợ chồng ngủ phòng bên này. Nãy giờ em nói chuyện cô gái ấy á, cái nhịp tim mình có thay đổi gì không? Trái tim là rung rung. Rung rung. Mà bây giờ vẫn như vậy. Đi lại đây. Nè, nắm tay nhau. Nắm chứ đưa tay ra, chỉ nắm tay. Hai tay luôn. Cảm nhận như thế nào? Nhắm mắt lại, nghe cảm nhận coi nó có rung, có điện gì nó truyền qua không? À, ấm áp, thấy hạnh phúc. Nói với cổ quá. À, em có cảm giác trái tim của anh đang rung rung, em thấy không? Em thấy tay anh rung chứ phải tim. Tay anh đang rung mà. Mà hai người có mặt ở đây là chắc có duyên. Nếu mà em bấm nút thì anh sẽ cố gắng hết sức hai người tìm hiểu nhau.
Anh muốn em cho anh cơ hội một lần. Rồi. Trở về vị trí đi em trai. Rồi, ok. Đặt tay vào nút bấm đi em. Đây. Em có hay xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Dạ có nhiều. Có nhiều luôn hả? Dạ. Em thích chương trình này không? Dạ thích. Rồi, bây giờ là em chuẩn bị tâm lý nha. Dạ. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng Tuấn nha. Đấy. Hai bên nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau. Trời ơi. À, hôn miếng đi. Trời ơi. Nếu mà anh yêu em là nói tiếng Hàn nói sao? À. Sao anh yêu? Đúng không ạ? Đúng. Hôm nay 너무 가슴이 두근거리고 사랑해. 사랑해. Là gì? À, hôm nay trái tim rất là rung động và yêu em.